Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 226, Vui Sướng Trần Thị vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra mà đã nói toạc ra với tín thân Vương Phi như vậy. Đoàn nhị ra lo lắng liếc nhìn chu lão phu nhân. chu lão phu nhân ngước mắt lên, được rồi, đang vui vẻ, con cứ đi thu xếp đi đừng dọa mọi người khiếp vía trần thị vội vàng vâng giả rồi mau chóng cùng đoàn nhị gia lui xuống chủ tớ hai người ra đến hành lang trần thị lập tức dừng lại hỏi đoàn nhị gia có hỏi thăm được gì không quan phủ nói sao thái thái đoàn nhị gia bất an lần này nguy rồi quan phủ nói tìm thấy giấy nợ trên người thầm quản sự nghe nhắc đến giấy nợ trần thị liền hoảng hốt thị đâu có nhờ thẩm quản sự ra ngoài phát giấy nợ. Những giấy tờ đó vẫn đang cất trong phòng thị kia mà, sao lại tìm thấy chúng trên người thẩm quản sự cơ chứ? Quan phủ đã ra lệnh cấm cá nhân viết giấy ta cho vay nặng lãi, nhưng mấy năm nay chân thị vẫn rút tiền công để lén lút cho vay. Giờ quan phủ lục soát được giấy nợ trên người thẩm quản sự, đương nhiên thẩm quản sự không thể có nhiều tiền để cho vay như vậy được, mọi người sẽ truy ra thị thôi. Trần thị dùng mình tìm thấy bao nhiêu giấy nợ. Đoàn nhị gia nói, nô tài cũng không dám hỏi, mấy quan gia đó trông rất đáng sợ. Trần Thị vội hỏi, lão gia đâu? Có nói cho lão gia biết chưa? Chu Nguyễn Cảnh không biết chuyện Thị cho vay tiền. Không dám nói à, tay chân đoàn nhị gia lạnh cống, nô tài nghe xong là lập tức đi tìm thái thái ngay. Với tình hình hiện giờ, Trần Thị không còn tâm trí lo cho người khác nữa, chỉ biết lệnh cho đoàn nhị gia mau chuẩn bị xe ngựa ta chạy về xem sao. Đoàn nhị ra cho gã sai vặt đi chuẩn bị xe ngựa, Trần thị cuống quýt đi ra cổng, vừa đúng lúc Lâm Di và nhóm tưởng thị ra đón hiến quận Vương Phi. Nhìn thấy Trần thị, Lâm Di và bọn tưởng thị nhìn nhau, rồi bước đến hỏi, đại tẩu định đi đâu thế? Yến tiệc sắp bắt đầu rồi. Nét mặt Trần Thị nổm rất tươi tình vui vẻ, không giống như vừa cãi vã với người khác xong ánh mắt u oán của chân thị tìm kiếm kính quận vương phi trong đám người nhưng không thấy kính quận vương phi đấu ở nhà có chuyện ta về một chuyến xem sao chuyện gì mà gấp vậy lầm gì như nhìn ra gì đó bước đến hỏi nhỏ chân thị né tránh ánh mắt nàng cũng chẳng phải chuyện gì lớn trước giờ chân thị luôn tỏ ra rất thân cận với nàng giờ lại xa cách như vậy quả nhiên là có vấn đề hay để ta về cùng với đại tàu Lâm Di nghiêm túc đưa sắp giấy màu đang cắt dở trên tay cho quất hồng. Trần Thị vốn đang sốt ruột, bị Lâm Di chặn đường đã bực bội, Lâm Di lại cố tình cù nhây như thế, khiến Trần Thị thấy tóc mình sắp dựng ngược lên rồi, vẻ mặt cứng đờ, quẫn bách không biết nên cười hay nên giận nữa. Nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của mọi người, Trần Thị mới nhận ra mình vừa thất thổ, không cần đâu, chuyện nhỏ thôi, không đáng phiền nhiều người thì nhìn chân thị vội vã bỏ đi, tường thì khó hiểu nói, rốt cuộc là sao vậy nhi? Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, tất cả đều ngầm hiểu, giờ không nói thôi, nhưng cũng sẽ âm thầm nghe ngóng. Cả nhóm đang nói chuyện thì hiến quận Vương Phi đến. Hiền quận Vương Phi nhìn thấy Lâm Di và Tường thị bèn bật cười, đừng nói là mọi người cố ý đợi ta ở đây đấy. Lâm Di cười nói, lát nữa mở tiệc quận Vương Phi phải tự phạt ba ly tất cả đều phải nhìn cho kỹ nha. Nữ quyền bên cạnh cũng phụ họa, đương nhiên rồi. Hiến quận Vương Phi nói đến đây thì tỏ ra khó hiểu, hỏi Lâm Di, đại thái thái nhà muội sao thế? Nãy ở ngoài của thiếu chút nữa đã ngã rồi, ta hỏi sao giờ còn đi, nàng ta cũng chẳng nói gì. Lâm Di lắc đầu, cũng không biết có chuyện gì gấp, chỉ nói là phải về nhà cũ. Hiền quận Vương Phi biến sắc, chắc không phải là, nói tới đây thì nàng khựng lại, trước mặt bao nhiêu người, có một số chuyện không tiện nói ra. Mọi người cùng đi vào vườn, Lâm Di và Hiến quận Vương Phi cố tình chọn đi theo đường trúc nhỏ hẹp. Xung quanh bớt người, Hiến quận Vương Phi mới kéo Lâm Di lại nói nhỏ, vừa nãy lúc đến đây ta có nghe nói quan phủ đang kêu người đến nhận thi thể, giờ tìm đến nhà của đại bá muội rồi. Nhận dạng thi thể, trong nhà có người chết, quả thật Lâm Di không nghe nói gì về chuyện này. Hiền quận Vương Phi nói, xem muội kìa vẫn chưa biết là gì mà nhưng cũng không cần vội đầu chắc trước khi tiệc tàn thì tất cả sẽ biết thôi trước giờ làm gì có tin tức nào giấu nhẹm được huống chi là chuyện có người chết lâm di cười gật đầu sao giờ hiền quận vương phi mới đến nghe hỏi đến chuyện này hiến quận vương phi ù rũ hàn đi trong phủ có một đứa thông phòng vừa mang thai ta lại phải cho nó ăn ngon uống ngon muội nói xem có lạ không Sao mấy đứa đó lại dễ dàng có thai đến vậy? Còn ta vừa ăn chay vừa tạc tượng Bồ Tát, uống nhiều thuốc bổ như thế, mà tới giờ vẫn chẳng có động tĩnh gì. Ta nghe nói cũng có nhiều chủ mẫu khó có con lắm, vậy mà. Thứ trưởng từ nhà ta đã 5 tuổi rồi, vừa nói nàng vừa ngại ngùng nhìn lâm di, muội còn trẻ, còn nhiều thời gian, không giống ta đã gả vào bao nhiêu năm rồi. Trưởng bối cử nhìn thấy ta là lại chĩa mắt vào bụng ta, có nhiều lúc ta chỉ hận sao bụng không mọc ra đóa hoa luôn. Câu nói cuối cùng của hiến quận Vương Phi nhuốm đầy sự bất lực, sau đó nàng cùng Lâm Di nhìn nhau cười. Lâm Di bảo, ta từng hỏi nhân ngữ tu tiên sinh rồi, nếu có dịp sẽ mời tiên sinh bắt mạch cho quận Vương Phi. Làm vợ cả phải sinh bằng được con trai trường, nhiều áp lực nên càng chẳng dễ mang thai. Hiến quận Vương Phi cười nói, ý tưởng trồng thảo dược của muội hay đó cho ta hợp tác với nhé hai chúng ta cùng chọn một chỗ rồi mở tiệm thuốc càng tốt hơn vậy thì phải có lang trung đứng tiệm kê đơn với tiểu nhị xem đơn bốc thuốc nữa không dễ dàng mở tiệm thể đâu mặc dù lâm di có hiểu biết đôi chút về thảo dược nhưng không có kinh nghiệm ta đang chuẩn bị mở hai cửa hàng rồi chỉ sợ không có sức mở bán thêm thảo dược hiền quận vương phi xua tay đâu vội chờ một thời gian nữa rồi xem xét cũng được Hai người vừa nói vừa đi về phía phòng khách, nhóm tưởng thị đã đi đường khác đến phòng khách rồi. Hiến quận Vương Phi bước vào hành lễ với trưởng bối, tín thân Vương Phi cười bảo hiến quận Vương Phi tới ngồi cạnh mình. Mọi người lại uống trà cười đùa một lâm di, hiến quận Vương Phi và mấy người tưởng thị ngồi cùng nhau. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, nha hoàn rót rượu quế hoa, răng bình phong rồi đánh trống truyền hoa, tiếng trống nổi lên, mọi người truyền qua truyền lại, cười nói rôm ra. Sau một lúc, tín thân Vương Phi cầm chén rượu, chúc tổn thất đông con đồng cháu. Mấy cô đang mang thai đều vui vẻ, còn những cô chưa có con thì cười hơi sương. Tường thí ngồi bên kéo tay áo của Lâm Di, lát nữa chúng ta đến bái tượng tống tử trong vườn nhé. Muội có biết tại sao phủ tín thân Vương Đông đúc thể không? Đó là vì lão tín thần Vương Phi sinh được tận 8 đứa con trai và ba đứa con gái đấy. Chỉ tưởng quan âm tống tử, ngụ ý con đàn cháu đống. Hiền quận Vương Phi ngồi kể bên nghe vậy thì bật cười, suýt đã sặc rượu, một lúc lâu sau mới nói được, hàng năm đều có các cô dâu mới của tôn thất danh đến bái tượng tổng tử đấy, sau khi tiệc tàn, phủ tín thân vương sẽ chuẩn bị nha hoàn và đèn lồng, dẫn đường cho những ai muốn đi. Lúc ta mới gả vào, tự cho mình thông minh, túm lấy một đứa nha hoàn lanh lợi bắt dẫn đường, sau đó mới biết đưa nha hoàn đó là người đã được sắp đặt sẵn các trưởng bối vở như không biết là vì sợ mình xấu hổ hiển quận vương phi vừa dứt lời mấy nữ quyền khác đều lại gần hỏi nếu đi bái tượng tống tử thì dẫn bọn ta theo với bọn lâm di che miệng cười so với sự thoải mái của phía bên lâm di thì bên phía chu lão phu nhân hơi một ngạt dù họ vẫn giữ vẻ ngoài bình thản tín thân vương phi cố tình giữ khoảng cách với chu lão phu nhân để tiện cho người hầu của chu lão phu nhân tới đưa tin tức Thần ma ma nói nhỏ, là thầm quản sự, nghe nói chết thảm lắm, đồ trên người đều bị lấy đi hết, chỉ còn sót lại vài tờ giấy nợ bị rách. Trong đó có một tờ còn nguyên vẹn, thấy rõ được số tiền, chừng 500 tượng bạc. 500 lượng bạc, một số tiền không hề nhỏ, có là quản sự cũng đâu có nhiều tiền thế, nhất định là giúp đại thái thái chạy việc, không cần biết thầm quản sự do ai giết. Nhưng việc đại thái thái tên cho vay tiền kiếm lời riêng là chuyện rõ mười mươi rồi. "Thần ma ma, kể tiếp, quan phủ đã lập án, giờ đang hỏi cung những hạ nhân quen biết thẩm quản sự trong phủ, người nhà ông ấy cũng bị gọi đi." Người nhà thẩm quản sự đang hầu hạ bên cạnh chân thị, bị quan phủ mời đi như vậy, lỡ mà nói sai cái gì, hậu quả sẽ nghiêm trọng. Chu lão phu nhân nhìn qua bàn của Lâm Di, các nàng dâu mới đều vây quanh Lâm Di nói chuyện cười đến đỏ cả mặt. Tín thân vương phi tinh ý thấy vậy, vừa cười vừa chỉ trò, đúng là tuổi trẻ, thú vị hơn đám người già chúng ta nhiều. Tín thân vương phi chuyển phe nhanh thật. Chu lão phu nhân yên lặng ngồi uống trà, cứ tưởng đã nắm được đuôi của Trần Thị, ngờ cuối cùng kẻ xảy ra chuyện lại là đại thái thái. Tín thân vương phi vừa mới khen Trần Thị giỏi quản gia, giờ lại lòi ra vụ giấy nợ lãi cao này, đại lão ra đâu rồi? có cùng về nhà cũ không thân ma ma đáp thưa chưa đại lão gia không có ở bên tín thân vương cũng không về nhà cũ chu lão phu nhân ngước mắt lên bảo người đi tìm lần nữa đi nó tan làm bao giờ đi với ai bám theo manh mối mà cha thì còn sợ không cha ra à thân ma ma vội đáp đã đi tìm rồi sẽ có tin tức ngay thôi à hễ ở tôn thất có yến tiệc là chu nguyễn cảnh sẽ tới uống đến say khước mà hôm nay không thấy bóng dáng đầu trong nhà lại xảy ra chuyện lớn thế kia. Nhất định là có kẻ âm thầm sắp đặt. Tưởng thị nhỏ giọng kể, bên đó đang bàn tán về chuyện quân sự trong nhà đại thái thái bị người ta giết. Bên lâm gì cũng nghe được tin tức. Đại thái thái cho vay nặng lãi bên ngoài, chắc là có liên quan đến chuyện này. Quan phủ đã dẫn nhiều người trong nhà để tra hỏi rồi. Hèn gì đại thái thái cứ ngập ngừng không nói được. Triều đình cấm cho vay nặng lãi đương nhiên đại thái thái sẽ không thể nói nhóm nữ quyến vừa nói chuyện vừa nhìn quanh dò xét tưởng thị chắt lưỡi lần này đại thái thái phải kêu oan rồi đại thái thái cho vay nặng lãi bên ngoài là oan vậy hãm hại nàng và uy hiếp những người nghèo thì tính sao đây nàng cứ tưởng chắc hẳn hôm nay phải tốn nhiều nước bọt dãi bầy trước mặt tín thân vương phi không ngờ lại lọt ra chuyện thầm quân sự chết một cách bất thường nếu bảo đây chỉ là chuyện tình cờ giải vây cho nàng thì nàng không tin được. mươi 227, Trừng Phạt Tín thân Vương Phi ngồi một chốc đã thấy hơi mệt bèn trở vào buồng sưởi nghỉ ngơi. Lâm Di, Hiền Quận Vương Phi, Tưởng Thị và các nữ quyền khác cùng bàn về chuyện tổ chức trung thu. Tưởng Thị nói đèn để cùng ngọc thổ ra hình như đơn điệu quả. Hiền Quận Vương Phi nhỏ ra, năm ngoái còn dâng lên hai cái đèn trái đào đầy mấy nữ quyền bên cạnh cũng nói, nếu có cả dưa lễ đào thì mới gọi là đầy đủ. Mùa thu vốn dĩ là mùa thu hoạch, bày ra hết cũng hợp lý, Lâm Di đề nghị, hay là mình làm thêm vài cái đèn lụa mạch, không chừng sẽ trông tưng bừng hơn. Nhóm nữ quyến đều thấy hay, lẫm Di và các tỷ muội khác đề xuất hiền quận Vương Phi đến chỗ tin thân Vương Phi trưng cầu ý kiến. Hiến quận Vương Phi cười thoái thác, ý hay như vậy, mọi người tự đi trình báo lấy công đi đừng tỉnh ta vào lâm di kéo hiến quận vương phi quận vương phi đi nói hộ đi mà được thông qua thì mọi người sẽ chia công cho tỷ một phần không được tỷ cứ bảo tỷ là người truyền lời thôi để bọn muội đỡ mất mặt mọi người đều tán thành hiền quận vương phi đành miễn cưỡng vào nhà gặp tín thân vương phi hiến quận vương phi đi hết hành lang đến hiên nhà lúc băng qua cửa sổ thì đúng lúc nghe thấy tiếng nói bên trong tín thân vương phi nói vợ Nguyễn Cảnh bị sao vậy, đâu phải nó chỉ mới quán xuyến việc nhà gần đấy, sao giờ lại phạm lỗi kiểu đó. Bà nãy nó còn kể với ta Khang quận Vương Phi thế này thế nọ, giờ bảo ta biết mở lời với Khang quận Vương Phi thế nào đây. Hiến quận Vương Phi dừng bước, đứng ngoài cửa sổ nghe. Có ai đó lên tiếng khuyên nhủ, hiến quận Vương Phi nghe ra là giọng của đoàn quận Vương Phi, đoàn quận Vương Phi thích yên tĩnh, rất ít khi can thiệp vào việc của tôn thất cho nên hễ mở miệng sẽ khiến người khác thấy đáng tin ta thấy hay là người đừng quản việc này nữa chuyện của khang quận vương phi không có chứng cứ mà cho dù tìm được manh mối gì trong đó người nên quản cũng chẳng phải là người loại chuyện này khó nói trước lắm lỡ mà trách nhầm người khang quận vương chắc chắn sẽ không để yên chưa kể chuyện còn liên quan đến danh dự của cả nhà quảng bình hầu mở miệng là đặc tội cả hai đại gia đình đấy cho dù người không quan tâm đến hai vấn đề này bên trên còn có hoàng hậu nương nương mà người không thấy đến thẩm nương của khang quân vương cũng tỏ ra chẳng biết gì sao hơn nữa ta nghe nói tình cảm giữa khang quận vương và khang quận vương phi khẳng khít lắm lúc đến đây ta có nghe nói khang quận vương phi tặng cho khang quận vương áo bào cực kỳ đặc biệt yến tiệc lần này có rất nhiều nữ quyền muốn học hỏi khang quận vương phi đó tín thân vương phi thở dài cô nghĩ ta dễ bị người xúi dục lắm sao trong tôn thất doanh ai có việc cũng đến tìm nhà ta cho nên lời đồn về khang quận vương phi tới tại ta từ lâu rồi lúc mới nghe được ta còn giật mình tính âm thầm nghe ngóng rõ ràng không ngờ mới mở miệng hỏi thì tình hình đã căng đến mức này hiến quận vương phi ép quạt sát vào người tín thân vương phi là trưởng bối chỉ cần trưởng bối hỏi về việc này những người phía dưới sẽ bắt đầu suy đoán dữ hơn tín thân vương phi không thể không biết giờ nói như vậy là chỉ muốn tự bắc thang để xuống đài thôi nói trắng ra thì đều có liên quan đến chính sự cả trên triều quảng bình hầu và khang quận vương đang trong tình thế khó xử ai cũng muốn tới đạp họ một cái hết tín thân vương phi thường đến từ ninh cũng thăm thái hậu nương nương đương nhiên sẽ đứng về phía thái hậu nương nương dòng dõi tín thân vương có thể trải qua mấy triều đại vẫn không đồ đều nhờ khả năng thức thời cực nhạy cảm. Không nói đâu xa, vừa thấy thấm nương và đại tẩu chân thị của khang quận vương mất đi lợi thế, tín thân vương phi lập tức thay đổi thái độ ngay. Hiến quận vương phi bước về phía trước, nha hoàn ở cửa nhìn thấy liền nhún gối hành lễ, tiến lên vén rèm. Hiển quận vương phi tươi cười bước vào bên trong rất yên ắng, tín thân vương phi đã trở về trạng thái bình thường. Hiến quận Vương Phi ngồi xuống rồi trình bày ý kiến của các tỷ muội Lâm Di, trước giờ chưa từng làm vậy, nếu thử được thì chắc sẽ náo nhiệt lắm. Tín thân Vương Phi nghe kỹ rồi cười gật đầu, năm nào cũng như nhau xem ra không có ý nghĩa gì. Lần này cứ làm theo ý mấy đứa đi. Hiển quận Vương Phi vui vẻ trở lại phòng khách, nhưng lại ngồi trên ghế cả buổi không nói gì. Tưởng thị cười nói, quận Vương Phi từng làm bọn tôi tò mò nữa, kể cho chúng tôi nghe đi, sống hay chết cũng phải nói một câu chứ. Hiến quận Vương Phi nhấp ngụm trà, hùng hồn nói, được duyệt rồi, mấy cô muốn làm sao cũng được. Mọi người hồ hởi hơn hẳn. Cả nhóm lại ngồi bàn bạc thêm một lúc, nha hoàn đến báo, xe ngựa đã được chuẩn bị xong hết rồi à. Hiền quận Vương Phi và Lâm Di vừa đi ra ngoài vừa nói, xem ra chuyện bên nhà Chu Nguyễn Cảnh không nhỏ đầu, cô có thể được yên tĩnh một thời gian đợi bên khang quận vương có tin tức nữa là kiếp nạn này xem như qua rồi. Chưa hẳn, phải biết rằng thầm quản gia là chân chạy việc đắc lực nhất của chân thị, giờ ông ta chết rồi, chân thị nhất định đang lo cuống cuồng. Chuyện giấy nợ bị vạch trần đã đủ khiển chân thị đổ mồ hôi hột, giờ người nhà của thẩm quản sự còn bị đưa tới nhà môn tra hỏi, không biết sẽ còn có chuyện gì nữa. Đừng nói là ở tôn thất doanh không có chuyện quân sự nhà ai bị giết chết ở ngoài. Cho dù tính luôn các ông quan lớn nhỏ trong kinh thành thì số lần loại chuyện như vậy xảy ra cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi." Hiến Quận Vương phi nói, xưa nay chân thị luôn tìm cách để nổi tiếng, giờ cuối cùng cũng được như ý rồi. Hiến Quận Vương phi lên xe ngựa trước, Lâm Di chờ Chu lão phu nhân một lúc rồi cùng về phủ Khang Quận Vương. Chu lão phu nhân về viện nghỉ ngơi, Lâm Di vào phòng thay y phục mặc nhà, sau đó ngồi trên kháng cửa sổ lấy kim chỉ ra cùng ma ma bưng trà đến chỗ lâm di, đại lão ra về tôn thất doanh rồi. Bà thoáng dừng lại, chẳng qua sắc mặt không được dễ nhìn cho lắm. Lâm di ngừng đầu lên. Cùng ma ma kể tiếp, nghe nói tìm được đại lão ra trên thuyền hoa, còn có người theo về nhà lấy bạc nữa. Về nhà lấy bạc, chẳng lẽ là tiền uống rượu bao kỹ nữa? Nghe nói đại lão gia mời không ít bằng hữu cùng hội ăn chơi trong kinh, bao tổng cộng 10 cô hoa khôi, cần đến mấy nghìn lượng bạc tốn nhiều tiền như vậy, cho dù là ai nghe thấy cũng phải kinh ngạc. Chù Nguyễn Cảnh đã không cầm bạc theo, sao còn mời nhiều người uống rượu bao kỹ nữ thế kia? Chuyện này chưa xong chuyện khác lại đến, Trần Thị bị mất đi một quán sự được việc, lại phải bỏ ra mấy nghìn lượng. Đêm nay nhà cũ bên kia chắc sẽ trắng đêm không ngủ rồi. Chù Nguyễn Cảnh cáo kỉnh ngồi trên ghế, Trần Thị vừa lau nước mắt vừa sai người đi chuẩn bị ngân phiếu khó khăn lắm mới đuổi được đám người tới đòi nợ kia đi. Ở nhà xảy ra chuyện lớn thế này, Chu Nguyễn Cảnh lại uống rượu bao gái bên ngoài. Sớm biết vậy thì đã chẳng kêu người gọi Chu Nguyễn Cảnh về giúp đỡ, làm thế ngược lại còn thành trò cười cho tất cả mọi người. Vì muốn thấy Lâm Di bị xấu mặt, hôm nay chân thị cố tình ăn diện, trên tóc cài một bộ trang sức bằng vàng ròng, ngọc ngũ sắc đông đưa trên má, và đập tạo thành âm thanh lanh lành cùng với từng nhịp bước vừa cao quý vừa đoan trang nhưng giờ đây chân thị chỉ cảm thấy trang sức trên đầu nặng nề đến mức thị không thờ nổi cho hạ nhân lui ra ngoài hết xong chân thị ôm bộ mặt cáu giận và uất ức bước đến trước mặt chu nguyễn cảnh buông lời chỉ trích lão gia chẳng phải đã nói sẽ không đi thuyền hoa nữa còn mời nhiều người như thế ba nghìn lượng bạc đó chừng ấy mua được biết bao nhiêu ruộng đất ngộp kép chân thị chưa nói hết Chu Nguyễn Cảnh bất ngờ đứng dậy, bàn tay to bóp cổ chân Thị. Chân Thị mở to mắt, nắm lấy tay Chu Nguyễn Cảnh. Vẻ mặt Chu Nguyễn Cảnh giữ tợn, mắt long lên, đều tại tiện nhận nhà ngươi hết, hại ta mất hết mặt mũi. Có tiền đem đi cho vay mà cứ suốt ngày ở trước mặt ta than vãn nhà không có tiền, thậm chí còn lột sạch người ta không chừa đông nào. Lần nào lên thuyền hoa cũng là những huynh đệ khác lần lượt mời, không ai để gã phải trả tiền cả gã thích chơi với đám người này là do họ chịu chơi lại có tiền phung phí giờ đây gã đã có việc làm cho rằng bọn họ phải nịnh bợ mình hơn nên yên lòng hưởng thụ ai ngờ chuyện quản sự bị chết rồi chuyện giấy nợ cho vay nặng lãi bị lòi ra thế là một tên trong bọn liền nói nếu nhà gã có tiền cho vay nặng lại vậy lần này để gã mời đi trên người chu nguyễn cảnh làm gì có nhiều tiền như vậy tú bà bảo trả trước một nghìn lượng phần còn lại hôm khác trà mà gã cũng chẳng có để đưa ra trở thành trò cười trước mắt bao người trần thị vùng vẫy khiến bộ trà trên bàn rơi xuống đất đoàn nhị ra bên ngoài nghe tiếng động không ổn bên đầy cửa thò đầu vào nhìn quanh thấy cảnh tượng này liền sợ đến hồn bay phách lạc la lớn thái 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 vừa la háng vừa xông vào trong nhà hoàn bà từ bên ngoài nghe thấy cũng nhanh chóng chạy vào xem lão gia lão gia ngài không được làm vậy đoàn nhị ra gần như nói không ra lời, chỉ biết chạy đến kéo tay Chu Nguyễn Cảnh, đám bà tử nha hoàn thấy cảnh này cũng cuống cuồng chạy đến, khó khăn lắm mới khiến Chu Nguyễn Cảnh buông tay. Mắt Trần Thị đã trợn ngược, mọi người không dám chậm trễ, tìm đủ mọi cách giúp Trần Thị thở trở lại. Trần Thị sợ tới mức không nói chuyện được, Chu Nguyễn Cảnh thấy Trần Thị không sao thì vẫn còn muốn cho Thị mấy đấm, nhóm bà tử liền vội vàng công Trần Thị ra khỏi phòng. Chân Thị qua Tây Viên ngồi trên kháng, vẫn chưa định thần lại. Đôi tay của Chu Nguyễn Cảnh như còn đang ở trên cổ Thị, Thị vừa đưa tay bảo vệ cổ vừa nhìn xung quanh. Đoàn nhị ra thở hồn hền chấn an Thị, không sao rồi. Không sao rồi, chắc lão già uống say nên không kiềm chế được, sáng mai tỉnh rượu sẽ không sao. Thái thái, thái thái, đừng suy nghĩ nhiều quá, đừng suy nghĩ nhiều quá. Rõ ràng Chu Nguyễn Cảnh muốn bóp chết thị, tiêu hết mấy nghìn tượng tiền rượu chè gái gú, trở về còn trách mắng thì. Trần Thị nghĩ đến đây thì không cầm được nước mắt. Lâm Di ngủ một giấc ngon, hôm sau ăn sáng rồi mới hay tin Trần Thị suýt bị Chu Nguyễn Cảnh bóp chết. Chu Nguyễn Cảnh gây sự xong, sau khi tỉnh rượu vẫn không đến an ủi Trần Thị. Trần Thị vừa sợ vừa to nên ngã bệnh. Làm sáng sớm nhị thái thái Quách thị đã phải đến để giúp to liệu chuyện nhà của bếp nuốt. Nói là giúp đỡ to liệu, nhưng thực ra là Chu lão phu nhân không yên tâm về con dâu lớn thôi. xưa này Lâm Di luôn cảm thấy Chu lão phu nhân là gừng càng già càng cay, những nỗi lo của Chu lão phu nhân đều nhanh chóng thành hiện thực. Sự trừng phạt dành cho Chu đại thái thái vẫn chưa hết đâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 228 háo sắc lâm di bước vào tam tiến viện thân mama lập tức ra chào đón sáng sớm ngủ dậy lão phu nhân bị trúng gió tỷ đang định đi qua thăm bệnh đây chu lão phu nhân muốn tránh mặt người khác nên mới nói mình bệnh đây mà lâm di sai cùng mama lấy lệnh bài ra cầm lệnh bài mời ngày cũng dễ dàng hơn ngày không cần tiến công trực phải chăm lo cho đông đảo huấn quý trong cung tuy rằng tất cả đều là phần tử không thể đắc tội nhưng xét cho cùng vẫn phải phân chia thứ tự ưu tiên. Nàng làm vậy là muốn nhắc nhở đối phương, đừng quên rằng đây là phủ khang quận vương. Thân ma ma củi đấu kính cận nói, vẫn là quận vương phi nghĩ chu toàn. Lầm gì không quấy giày chu phu nhân nghỉ ngơi nữa, thân ma ma giao lệnh bài cho gã sai vặt, rồi về phòng hầu hạ chu lão phu nhân. Đêm xuống, chu Nguyễn Cảnh đến thăm chu lão phu nhân, Chu lão phu nhân mặc áo kép thiêu lá thu, dựa nửa người vào giường, nhìn Chu Nguyễn Cảnh chằm chằm. Chu Nguyễn Cảnh quỳ xuống, xin mẫu thân đừng tức giận, con có thể tự lo chuyện trong nhà. Tự lo, Chu lão phu nhân cười khẩy, cậu định làm gì? Giết vợ trước mặt nhiều người như vậy, cậu cho rằng giết chân thị xong, cậu sẽ bình yên vô sự à? Chỉ chết một đứa quản sự mà cô cậu đã nháo nhào cả lên, về sau gặp phải biến cố lớn hơn thì phải làm sao? Chu Nguyễn Cảnh đỏ phừng mặt, đều tại tiện nhân kia, dám ra ngoài làm mấy chuyện phi pháp kia nên mới bị người ta nắm đuôi. Hai con giờ ra đường tới nha môn đều phải cúi gằm mặt, chẳng biết có bao nhiêu kẻ đang chờ cười nhạo con nữa. Nếu à không có khả năng quản gia, chi băng bỏ ở phút cho rồi, để con lấy một hiện thể khác. Chu lão phu nhân sầm mặt, diễu cợt, mặt mũi cậu vứt đâu rồi hả? Vấn đề ở đây không phải là tìm thấy giấy vay nợ trên người quản sự, mà là cậu đi uống rượu bao kỹ nữ nhưng không có bạc mà trả kia. Bà ta đập tay xuống bàn, có bản lĩnh đàn đúng với đám công tử chắc táng kia thì cũng phải có bản lĩnh giải quyết hậu quả, chứ không phải về nhà đánh vợ để khiến người khác chê cười thế kia. Ta đã bảo cậu đừng ra ngoài làm sang làm bầy, cậu lại không nghe ta, bây giờ thất đức thất lễ như vậy, có giữ được công việc hay không còn chưa rõ bản lĩnh quậy long trời lở đất của cậu quả nhiên luôn là nhất hàng. Trước giờ đám thiếu gia nổi danh ăn chơi kia luôn không sợ trời không sợ đất, làm chuyện bất hợp pháp như cơm bữa, cũng chẳng coi quan lại ra gì. Nguyễn Cảnh tự cho rằng làm hộ vệ có thể được những kẻ đó nịnh bở, liền đi chung trả với bọn chúng. Bà ta cho người đi nghe ngóng về đám công tử bột giao du với Nguyễn Cảnh, bọn họ tuy ăn không ngồi rồi cả ngày nhưng miệng lại cực kín. Nói cách khác, ngay cả là ai hại Nguyễn Cảnh cũng không thăm dò được. Nếu như bình thường thì Chu Nguyễn Cảnh đã sớm ngoan ngoãn nghe răn dậy, nhưng nghĩ đến cảnh bị người khác cười nhạo, gã lại nghiến răng nói, mẫu thân không cần hù dọa con làm gì, con cháu tôn thất ai mà không đi rượu trẻ gái gú đầu, con lại không đi qua đêm, việc gì phải sợ. Nếu như thật sự muốn phạt thì phạt mấy hộ vệ bao nuôi đào kép kia, không tới phiên con đâu. Châu Nguyễn Cảnh trợn to mắt, trông vô cùng dữ tợn. Chu lão phu nhân cảm thấy tức ngực, ho sặc sụa vì giận. Thấy vậy Chu Nguyễn Cảnh mới bắt đầu sợ. Hồi lâu sau, Chu lão phu nhân mới thở nổi, ta không quản được cậu nữa, cậu về đi, sau này đừng đến đây nữa. Chu Nguyễn Cảnh nhận lỗi, mẫu thân, con sai rồi. Chu lão phu nhân nhắm hờ mắt, không thèm nhìn gã nữa. Chu Nguyễn Cảnh nói, là con nhất thời rối loạn, nhưng chân thị thật sự rất đáng ghét, ở nhà lúc nào cũng ghen tuông, không dung được người khác, nhìn chằm chặp mấy thông phòng, hở cái là phàn nàn với con chuyện tiền bạc, trong khi ở lại đem tiền bạc đi cho vay nợ. Nam giới ra ngoài không thể không tiêu tiền, nhưng ở lại đeo vàng bạc tùy ý phung phí, có nhà ai giống vậy không? Con nào dám giết ả, à? chỉ hù dọa chút thôi, để ả à biết sợ mà bớt bớt lại chút. Thân ma ma cúi đầu đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chu lão phu nhân vẻ thất vọng trên mặt chu phu nhân dần dần rõ ràng hơn đại thái thái trần thị bên kia cũng cho người đưa tin sang bên này nói không biết đã đắc tội với ai rồi chuyện thầm quản sự và giấy ghi nợ kia đều là bị người ta vu oan giá họa hết trần thị vốn định hỏi đại lão gia cho rõ ràng ai ngờ đại lão gia uống say không biết giữ miệng vô tình đã làm tin thầm quản sự chết lọt ra ngoài bây giờ đại lão gia lại đổ hết lỗi lên đầu đại thái thái hai vợ chồng chỉ biết đổ lỗi cho nhau thay vì cùng nghĩ cách vượt qua cửa ải chu nguyễn cảnh cho rằng mình nói đúng lại chửi rùa trần thị thêm vài câu sau đó mới cúi đầu nhận lỗi chu lão phu nhân không muốn nói mãi chuyện con trai con dâu nữa có cha được manh mối gì về chuyện của thầm quản sự chưa chu nguyễn cảnh vội vàng thưa con nghe ngóng được một số lời bàn tán thầm quản sự kết thù kết oán với người bên ngoài nên mới gặp họa sát thần, liên quan gì đến phủ chúng ta cả. Chỉ là một gã hạ nhân tiểu tốt, phủi tay tránh xa cũng là một cách tốt, chẳng qua. Thật sự có thể rũ sạch sao? Cậu có từng nghĩ tới hướng chuyện này vốn nhằm vào chúng ta không? Chu Nguyễn cảnh cãi lại, cũng chỉ là một gã hạ nhân thôi mà. Chu lão phu nhân liếc nhìn gã, một gã hạ nhân mà lại gây ra việc con dâu cả cho vay nặng lãi. Chu Nguyễn Cảnh cúi đầu, không nói được gì nữa. Lâm Di ngồi trong phòng xem thư của nhân ngữ Thu Tiên Sinh. Hôm qua nhân ngữ Thu Tiên Sinh vào cung bẩm tấu với Hoàng hậu Nương Nương về việc Lâm Di muốn trồng thảo dược. Hoàng hậu Nương Nương cảm thấy rất thú vị, con sai người sang năm trồng vài cây kim ngân trong cảnh nhân cung. Lâm Di bèn chuẩn bị để mùa xuân sang năm trồng cây kim ngân trước, chờ khi nào cây kim ngân mọc lên che bớt ánh nắng, lại trồng cây bản hạ ưa bóng nếu tìm được đất dụng thích hợp ở tây bắc thì có thể trồng cam thảo luôn lâm di gấp thư hồi âm lại bạch thược bước vào báo đại lão gia vội vàng rời phủ rồi à như dự đoán nhà tổ bên kia náo loạn cào cào như vậy chắc chắn chu lão phu nhân sẽ gọi chu nguyễn cảnh đến gian dậy để tránh gây ra án mạng chẳng qua nếu như chu nguyễn cảnh và chân thị thật sự biết nghe lời vậy chu lão phu nhân đã chẳng cần bận tâm từ câu rồi Lâm Di dặn dò Bạch Thược, ngày mai gọi hai người quản lý thôn trang vào phủ. Nàng muốn giao việc trồng thảo dược để bọn họ bắt tay chuẩn bị la vừa, sắp xếp công việc ổn thỏa xong, nàng còn phải đi giúp hiền quận Vương Phi nữa. Bạch Thược tôi xuống, Lâm Di cầm sách y tên đọc. Châu Lang Huyên uống trà với tâm trạng không yên. Quãng thời gian này, nàng và Tề Trọng Hiến rất ít nói chuyện, Nàng sợ tế trọng hiên nghe thấy lời đồn bên ngoài sẽ hỏi đến chuyện nàng và lâm di. Vì vậy ngoại trừ việc hầu hạ tế trọng hiên dậy mỗi ngày, nàng luôn viện cớ đau đầu nghỉ ngơi trong phòng. Tổ trọng hiên cũng bận việc công việc, toàn ngủ trong thư phòng. Tề trọng hiên không thể không nghe thấy gì, nhưng vẫn im lìm thì chắc là vì không muốn đối mặt với nàng, hoặc là đợi nàng tự đề cập đến. Nãi nãi, nhị ra về rồi, Quế Nhi nói nhỏ. Nghe thế Châu Lang Huyên mới thôi thẫn thờ, đứng dậy đi đón Tế Trọng Hiên. Hai người đi vào phòng xếp, Châu Lang Huyên lấy trường bào mặc nhà đưa cho Tề Trọng Hiên thay. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, hai người chỉ nhìn nhau không nói gì. Châu Lang Huyên cảm thấy thời gian trôi qua cực kỳ chậm, trong lòng như có một cái cưa, đang liên tục mài rũa sự bình tĩnh của nàng. Tề Trọng Hiên chớp mi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Nhà đầu bên ngoài đến thưa, nhà bếp đã chuẩn bị thức ăn xong, thái thái đang chờ nhị ra và nhị nãi nãi qua à. Châu Lang Huyên lên tiếng đáp lại, cùng Tề Trọng Hiên đi tới phòng Tề nhị thái thái. Bước chân của Tề Trọng Hiên chẳng quá dài, nhưng Châu Lang Huyên vẫn không theo kịp, hai người một trước một sau luôn giữ khoảng cách hai bước. Vốn dĩ cách Tề Trọng Hiên gần như vậy, song Châu Lạng Huyền lại cảm thấy xa sách nhìn chung nàng lắng nghe tiếng gió thổi qua tán lá, suy nghĩ nhất thời trôi đi xa. Hai người vào trong phòng tề nhị thái thái, tề nhị thái thái đang nói chuyện với tề ngũ tiểu thư, là về chu Nguyễn Cảnh, hóa ra là lén cho vay nặng lãi, thảo nào có thể lên thuyền hoa uống rượu bao gái, chỗ đó người bình thường có thể tiêu xài được sao? Tề ngũ tiểu thư thắc mắc, vậy, nàng bỏ lỡ câu nói khi nhìn thấy tề trọng hiên và châu lang huyên, tề nhị thái thái cũng ngẩng đầu lên tề trọng hiên và châu Lang huyên hành lễ với tề nhị thái thái tề nhị thái thái bảo con trai con dâu tới ngồi cạnh mình rồi sai hạ nhân đi bày đũa tề trọng hiên hỏi phụ thân đâu rồi ạ à? lão gia không khỏe đang nằm nghỉ trong phòng tề trọng hiên đứng dậy vậy để con đi thăm phụ thân tề nhị thái thái vội vàng gọi con trai lại khó khăn lắm ông ấy mới ngủ được ngày mai con qua thỉnh an sau đi tề trọng hiên khẽ cau mày châu lang huyên nhìn tề ngũ tiểu thư vẻ mặt của tề ngũ tiểu thư cũng hơi không tự nhiên e rằng lão gia vốn không có bệnh nghe xong những lời đồn đại bên ngoài mới tức giận tới mức ngã bệnh châu lang huyên khẽ mím đôi môi khô khốc của mình ăn cơm xong châu lạng huyền ở lại nói chuyện với tề nhị thái thái một lúc không ai nhắc đến phủ khang quận vương cả nhưng càng tránh né thì càng quan tâm nếu không có tề nhị thái thái ngăn cản, chắc lão gia gọi nàng tới tra hỏi dối. Tề trọng hiến đến thư phòng đọc sách, Châu Lạng Huyền ở lại nói chuyện với tề nhị thái thái và tề ngũ tiểu thư, ngày mai con muốn đến Phủ Khang quận Vương một chuyện. Nàng không để tề nhị thái thái kịp lên tiếng, con cũng đã cho người đi nghe ngóng rồi, những kẻ lên núi đào sâm kia không dám thừa nhận mình bán sâm chắc là để trốn thuế trái tim đang treo lơ lửng của tể nhị thái thái như được thả xuống ngay nói vậy tức là tin đồn không đúng con dâu từ sớm đã biết hết rồi châu lang huyền nói thường vọng cũng là nghe người khác bỏ nhỏ mới đi mua bán thảo dược tuy chuyện này không ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta nhưng hắn có kẻ muốn hãm hại khang quận vương và nhà chúng ta tốt hơn hết nên làm cho rõ tề ngũ tiểu thư cổ tán thành nên khi châu lang huyên nhìn qua đây nàng nhanh nhảu gật đầu Cà ca và khang quận vương phi không đời nào qua tại riêng tư vừa nghe thấy tin này là nàng biết ngay có người hãm hại nhân phẩm của khang quận vương phi thế nào bọn họ đều hiểu rất rõ nên chắc chắn tẩu tẩu cũng chẳng máy may hoài nghi tề nhị thái thái thở dài ở kinh thành chính là thế đấy luôn phải đề phòng không biết lúc nào sẽ bị người ta hãm hại châu lang huyện gật đầu mẫu thân yên tâm người ngay thẳng thì không cần sợ nếu như có thể sớm nhìn thấu điều này, nàng đã chẳng xa cách với Lâm Di. chương 229, nhận lỗi. Bàn đêm, Châu Lăng Huyên trải đệm xong xuôi thì bảo Thư Hương đi xem thử bao giờ Tề Trọng Hiên trở về phòng. Một lúc sau Thư Hương cầm đèn lồng quay lại bẩm báo, nhị ra nói công việc bề bộn nên đã cho người trải chặn đệm ở thư phòng, đêm nay sẽ không về phòng. Châu Lăng Huyền gật đầu, sai nha hoàn múc nước cho mình trải đầu rửa mặt. Quế Nhi bung chăn ra, hầu hạ Châu Lang Huyên nằm xuống, tính đi cầm đèn thì lại thấy chủ nhân cứ nhìn đình giường, không có ý định ngủ cho nên cắn môi, nhỏ giọng nói, nãi nãi, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, nhị ra không về phòng, nhưng người có thể sang thư phòng xem thử mà. Đi thì có ích gì, Tề Trọng Hiên nhất định đang thăm hoàn nàng. Nàng đã làm sai, giờ phải đón nhận hậu quả thôi. Quế Nhi tự trách, đều tại nô tỳ nô tì không nên lắm miệng hạ nhân nhà nào mà không thích buôn chuyện đều tại nàng không quản tốt nhà cửa thôi lúc trước còn ở nhà mẹ đã có mẫu thân co liệu mọi thứ không kẻ nào dám nói tung tung bậy bạ cả nhưng ở tề gia thì khác ngay cả người bên cạnh nàng cũng không thể thích ứng nghe được cái gì đều không giữ được bình tĩnh em là đại nha hoàn bên cạnh ta làm gì cũng phải biết cân nhắc kỹ không chỉ em phải chú ý nhiều hơn mà ta cũng thế. Quế Nhi đáp rồi cầm đèn lui xuống, Châu Lang huyện nằm trên giường, cảm thấy ngực nặng nề đến mức không thờ nổi. Không phải nàng không muốn nói chuyện với Tề Trọng Hiên, mà là sợ không biết phải đối mặt với tình cảnh gì sau khi phá tổng giấy mỏng này thôi. Cả đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau Châu Lang Huyên mở đôi mắt cay xẻ ra, rửa mặt sạch sẽ rồi ngồi xe ngựa đến Phủ Khang quận Vương lâm di ra ngoài đón khách thì nhìn thấy châu lang huyên với sắc mặt nhợt nhạt và vành mắt đỏ bừng châu lang huyền gầy đi rất nhiều ánh mắt nhìn lâm di cũng không còn sức sống hai người vào phòng ngồi xuống nha hoàn bưng trà lên vẫn là trà nhải lâm di tự tay làm châu lang huyên gạt nhẹ nắp trà nhớ tới thời gian vui vẻ lúc trước thì chua xót nàng thở dài một hơi rồi bắt đầu nói tới chủ đề chính Ta cho người theo dõi nhà mấy kẻ hái thuốc kia, ban ngày thì bình thường, nhưng đêm xuống lại thấy có kẻ thừa dịp đêm tối lẻn về. Mấy nhà lân cận đều giấu giếm số nhân khẩu, cho nên mới đồng lòng bao che cho nhau. Lâm Di gật đầu, giống những gì nàng nghe ngóng được. Châu Lang huyện nói tiếp, ta tra từ chỗ thường vọng, tuy không tìm được kẻ dẫn dắt, thường vọng đi mua bán thảo dược, nhưng lại phát hiện có mấy nhà cực kỳ chú ý động tĩnh trong nhà chúng ta. Lâm Di Ngânh đón ánh mắt của Châu Lang Huyên, phía Trần Nhị Lão Thái Thái không cần phải nói. Bên chỗ Chu Lão Phu Nhân tất nhiên cũng chẳng phải xa lạ gì, ý Châu Lang Huyên là còn có người khác nữa. Châu Lang Huyên nhỏ giọng nói là Trần Tử Tiểu Thư đã gả cho Lâm Gia, Lâm Đại Gia và Nhị Gia nhà ta cùng làm ở Hàn Lâm Viện. Trần Tử Tiểu Thư lại là tỷ tỷ của quận Vương Phi, đương nhiên biết được ít nhiều về chuyện của Tề Gia và Trần Gia thường vọng đi theo nhị gia nhà ta cũng thường xuyên chạm mặt gã sai vặt bên người lâm đại gia. Lâm Di ngắm nhìn biểu cảm thận trọng trên mặt Châu Lang Huyên, không riêng gì Châu Lang Huyên nghĩ như vậy, nàng rõ hơn ai hết về sự gian xảo và vô liêm sỉ của Lâm Chính Thanh. Hãm hại nàng sẽ ảnh hưởng đến phủ khang quận vướng và trần gia, cả tể gia cũng không được yên. Châu Lang Huyên nói tiếp, Trần Nhị Lão Thái Thái và nhánh cả trần gia bên muội bất hòa xưa nay, Lâm đại gia là cô gia của nhánh thứ hai, đương nhiên sẽ về phe nhánh thứ hai. Lâm Chính Thanh chẳng phải là kẻ cam tâm để người khác giật mũi mình, Lâm Phương làm con dâu trưởng của Lâm Gia Hẳn không hề dễ dàng. Rốt cuộc Lâm Chính Thanh đang tính toán cái gì? Tại sao lại muốn đối phó nàng? Đây là chuyện mà mãi đến giờ Lâm Di vẫn không hiểu nổi. Và nếu nàng bị nhà chồng vứt bỏ sẽ có ích gì cho hắn ta? Lâm Di còn đang miên man suy nghĩ. Châu Lang huyện đã tiếp tục chuyện về những người trốn thuế kia không tiện cho muội ra mặt lắm, hay là để bên ta đúng ra. Nếu đã cùng bị hãm hại thì đương nhiên phải cùng nhau vượt ải, trong mắt người ngoài càng thêm hợp lẽ. Lâm Di gật đầu, cũng được, nhưng nên chờ thêm một hai ngày nữa đã, chúng ta cũng phải có chứng cứ rõ ràng mới được. Trốn thuế là tôi không nhỏ, chúng ta muốn rửa nhỏ thì cũng không thể ép người khác vào đường cùng trên có quan phụ mẫu và nha môn trong kinh, dưới có những bách tính cùng khổ kia, miệng người khép mở rất dễ dàng, nhưng nói ra rồi thì không thể thu hồi nữa. Bấy giờ Châu lang huyên mới nở nụ cười, ta cho rằng mình đã suy xét chu toàn lắm rồi, ai ngờ muội còn cẩn thận hơn. Ánh mắt hai người giao nhau, Châu Lang Huyên vốn tránh không nhắc đến chuyện lúc trước, nhưng bây giờ lại chẳng cứng được nữa, bèn nhỏ giọng nói, "Lâm Di, ta biết muội nhất định vẫn còn giận ra." ta cũng không muốn nhiều lời giải thích, là ta có lỗi với muội. Muội chưa bao giờ nghi ngờ ta điều gì, toàn tâm toàn ý tin tưởng ta, vậy mà ta lại nói những chuyện đó cho Thái Hậu biết, cho nên mới dẫn tới cảnh ngộ ngày hôm nay, Phủ Quảng Bình Hầu và Phủ Khang Quận Vương đều không thể bình yên. Một khi đã mở miệng thì thật sự không thể ngừng, đều là lỗi của ta hết, ta thật sự. Không biết làm gì mới phải. Trong tình cảnh bây rỗ, không chỉ mình châu lạng huyên mà toàn bộ nữ quyền nhà quốc cữu khi đối mặt với thái hậu nương nương trong lòng chắc cũng chỉ có một mình thái hậu mà thôi uy nghi của thái hậu thế nào không cần phải nói nữa nhà ngoại thái hậu đương nhiên sẽ đứng về phía thái hậu chẳng qua từ sau khi xảy ra chuyện đó châu lăng huyên đã luôn cố hết sức bù đắp rồi nhắc lại chuyện trước đây giống như xé toạc vết thương cũ vậy châu lăng huyên hẳn phải cố gắng lắm mới có thể nói ra Lúc trước hai người là chi kỷ không có gì giấu nhau, cho dù bây giờ xảy ra vướng mắc, hai người cũng không muốn ẩm ý quyết liệt làm gì, ngày lễ ngày Tết mọi người còn tụ tập gặp gỡ mà. Chỉ là sau lần này, tất cả đều sẽ tránh né những vấn đề liên quan đến cục diện chính trị, Châu Lang Huyên ngồi thêm một lát nữa thì các từ, lâm di tiễn nàng đến của Thủy Hoa. Châu Lang Huyên muốn nói thêm gì đó xong lại thôi, vẻ mặt nhuốm đầy yêu sầu nếu là bình thường châu lang huyên nhất định sẽ nói ra hết nhưng cho dù thế nào lâm di cũng sẽ không nghĩ cách giúp nàng nhìn châu lang huyên có vài việc chỉ có thể dựa vào chính mình người khác không giúp được gì nhất là chuyện của châu lang huyền và tề trọng hiên hai người họ phải sống với nhau thế nào người ngoài chẳng tiện can dự vào bởi vì họ không phải là châu lang huyên chuyện phu thê là chuyện riêng tư nhất có thân thiết đến mấy vẫn không nên nhúng tay xưa nay lâm di luôn giữ khoảng cách với chuyện của châu lang huyên và tề trọng hiên hoàn toàn không phải là vì nhà nàng và tề gia từng có ý kết thông ra châu lang huyên lên xe ngửa cẩn thận suy ngẫm lời lâm di nói hóa ra không phải vì lâm di xét nét là nàng từ đầu tới cuối luôn nghĩ xấu thôi trở lại tề gia châu lang huyên thay y phục tới phòng tề nhị thái thái thuật lại mọi chuyện cho bà nghe mẫu thân yên tâm người khác muốn hãm hại chúng ta cũng không dễ vậy đâu không có gì khiến bà yên tâm hơn câu này của con dâu tề nhị thái thái cười nói con ngã bệnh đúng lúc đấy không cần lao lực làm gì như thế là tốt nhất để lão ra khỏi nổi giận đùng đùng chạy tới vặn hỏi hiên ca sau khi ra khỏi phòng tề nhị thái thái châu lang huyên đi thẳng đến nhà bếp dạn nữ đầu bếp chuẩn bị điểm tâm tề trọng hiên thích ăn đến đêm khi tề trọng hiên tan làm trở về mọi người tụ tập trong phòng tề nhị thái thái dùng cơm. Tề trọng hiên thay y phục định đến thư phòng, song châu lang huyên đã lên tiếng ngăn lại, đêm nay nhị ra có thể đọc sách trong phòng không? Tề trọng hiên cụp mắt, thoáng trầm mặc rồi sai nha hoàn chuyển lời cho thường vọng mang vài cuốn sách tới cho mình. Nhà hoàn nhanh nhẩu mang sách vào, tề trọng hiên đặt sách lên bàn. Hạ nhân trong phòng lần lượt lui ra, châu lang huyên cầm thỏi mực từ tốn mài xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường nàng đưa mắt nhìn phu quân tề trọng hiên vẫn cụp mắt dường như không định mở miệng nói gì bầu không khí im ắng này tựa như một áp lực đè nặng khiến người ta thở không nổi châu lam huyên ngước mắt lên ta biết thường vọng thường xuyên gặp gỡ người của khang quận vương phi nàng không mở miệng hỏi ta là vì nghi ta sai thường vọng đi gặp người của khang quận vương phi ngọn nến trước mặt tề trọng cháy lách tách ta là phu quân của nàng, Khang quận Vương Phi là bạn thân của nàng, nàng không tin ta thì thôi, nhưng cũng chẳng tin được Khang quận Vương Phi ư. Rốt cuộc cũng nói ra, đã biết hết mọi chuyện mà vẫn không hé miệng nửa câu với nàng, ý chí phu quân cứng như bàn đá, trong khi nàng lại không có bản lĩnh nước chảy đá mòn. Giọng châu lang huyên hơi run, thái hậu nương nương triệu ta tiến cung, ta đã kể lại từ đầu chí cuối những gì biết được về chuyện giữa Khang quận Vương Phi và Hoàng hậu Nương Nương, xong xuôi mới biết được Hoàng thượng cũng có mặt ở từ Ninh Cung. Sau hôm đó, nàng luôn thấp thỏm chờ nghe tin trong cung, ai ngờ Quảng Bình hầu lại gặp sự cố nhanh như vậy. Bất ngờ, nhưng vẫn trong dự liệu, lúc nói ra những lời kia nàng nên biết sẽ dẫn tới hậu quả gì, Tề Trọng Hiên sẽ nhìn nàng với ánh mặt ra sao? Một tiểu nhân âm hiểm xảo trá. Tề Trọng Hiên bị oan đầy vào lao ngục, chịu đủ loại tra tấn mà vẫn không khuất phục, nàng thật sự không bì được một phần nhỏ. Tề Trọng Hiên hỏi, nàng đã nói những chuyện nghe được ở chỗ khang quận Vương Phi. Châu Lang huyên khế lắc đầu, không có, nhưng cũng chẳng khác gì, nếu đổi lại là lâm di thì một chữ nàng ấy cũng sẽ không để lộ. Nếu chuyện mà Thái Hậu Nương Nương hỏi không phải là về khang quận Vương Phi, nàng sẽ nói hết những mình mình biết. Có lẽ, sẽ châu lạng huyền thở hắt ra một hơi thật dài thái hậu nương nương luôn rất yêu thương ta tên ta cũng do thái hậu nương nương đặt mẫu thân thường kể thái hậu cảm thấy nàng trông rất thông minh nên mới lấy tên lang huyên cho nàng hàng năm sinh nhật nàng thái hậu nương nương đều ban thường lang huyền là nơi thiên đế cất giấu thư tịch quý hiếm tảng thư trong thần thoại khang quận vương phi vẫn có một vị trí đặc biệt ở trong lòng nàng Tề trọng hiên nghiêng mặt, khiến nàng không thấy rõ được vẻ mặt y. Chẳng qua, nếu là ta, ta sẽ không làm giống nắng, khi đứng trước tình thế khó xử. Biện pháp tốt nhất là đứng thật xa, có bất khả kháng tới đâu cũng không thể làm hại người đã đặt niềm tin tên mình. Trước mặt Thái hậu nương nương nên gạt tình nghĩa với Khang quận Vương Phi sang một bên. Nhưng nếu đã chọn làm thế thì đừng nhắc tới những lời như bởi vì thân mới có thể nghe được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 230 hương 230, phu thê. Tề Trọng Hiên nói không sai, Châu Lạng Huyền tán thành từ tận đáy lòng, nhưng vẫn chẳng nhịn được mà dùng mình. Về mặt này, nàng và Tề Trọng Hiền khác nhau quá nhiều, nàng không thể nghĩ thông suốt, còn Tề Trọng Hiền có thể nhìn rõ ràng, thảo nào tổ phụ lại nói Tề Trọng Hiên là người thẳng thắn bộc trực. Nhà mẹ nàng luôn mạnh vì gạo, bảo vì tiền, lấy lợi ích làm đầu, tự bảo vệ chính mình là tôn trì. Tổ phụ tìm cho nàng vị hôn phu xuất thân dòng dõi thư hương như tề trọng hiên chính là vì muốn thay đổi tình trạng trước giờ trong nhà. Nàng đã quen nhìn các hành vi xấu của đám thiếu gia ăn chơi, nên sau khi thông qua sự sắp xếp trong nhà nhìn thấy một tề trọng hiên nghiêm trình phải phép, thì cảm thấy đây là một mối hôn nhân tốt. Nào ngờ thấy là một chuyện, nhưng ở chung rồi mới pi biết rất khác, hai người họ chẳng những nảy sinh hiềm khích mà nàng còn mất đi một chi kỳ là Lâm Di Tề trọng hiên vốn nên có một chi âm thay vì là nàng có thể ngay từ đầu tổ phụ đã sai nhưng phần lớn vẫn là lỗi của nàng từ nhỏ đến lớn nàng luôn biết gia tộc mình là nhà mẹ của Thái hậu Nương Nương bề ngoài trông vẻ vang song thật ra phải cẩn thận từng ly từng tí không dám đi nhầm một bước nào vị trí ngoại thích luôn rất mẫn cảm một sai lầm nhỏ cũng là chuyện lớn, mẫu thân thường nhắc tới chuyện một thúc vụ trong tộc phạm lỗi bị đầy lưu vong, lỗi đó nếu là với nhà bình thường thì chỉ bị phạt đánh là sẽ qua chuyện, nhưng Thái Hậu nương nương thà chặt bỏ một cánh tay của mình để cảnh tình tất cả ngoại thích. Người trong nhà hễ nhắc tới vấn đề này đều rầu dĩ, mọi thứ đều phải nghe theo ý của Thái Hậu, luôn thấp thòm sợ hãi ngày nào đó sẽ bị Thái Hậu chán ghét rồi rơi vào kết cục giống vị túc vụ kia. Nhưng tất cả chỉ là nàng tự viện cớ bảo chữa cho hành động chi biết tới lợi ích của bản thân thôi. Còn tề trọng hiên thì sao? Ngay từ đầu đã giữ khoảng cách với nàng, về sau càng lúc càng thêm lạnh nhạt. Châu lãng huyền lẳng lặng chờ tế trọng hiên nói tiếp. Tề trọng hiên tiếp lời, ta cho thường vọng bạc để hắn mua giấy bút là bởi để để hắn là một đứa trẻ ham học. Thường vọng ra ngoài mua bàn thảo dược chắc cũng vì muốn dành dụng tiền bạc giúp đỡ gia đình nàng mới vào tể ra nên không biết những chuyện này. Tề Trọng Hiên chưa từng nói với nàng về những việc này thì làm sao nàng có thể biết được. Châu Lang Huyên hít sâu một hơi, vậy ta hỏi chàng, ta từng thử bắt chuyện với chàng, nhưng chàng chưa bao giờ để ý, cũng không thích nhiều lời với ta. Ban đêm thì đứng dậy ra hiên ngồi hóng gió chứ không chịu thổ lộ suy nghĩ trong lòng với ta. Tề Trọng Hiên quay đầu nhìn thế tử, trước khi gả vào đây hẳn nàng nên biết rồi tính ta chính là thế, chưa bao giờ thay đổi. Vậy đây hẳn là lỗi của nàng, đều do nàng mơ mộng hão huyền quá. Hai người im lặng đứng đó. Một lúc sau, Tề Trọng Hiên đưa tay ra lau nước mắt chảy dài trên má châu lang huyên. Cũng giống như ta biết nàng dịu dàng lương thiện thế nào, đối nhân xử thế hào phòng khéo léo ra sao vậy, ta cưới nàng không phải vì nàng xuất thân từ nhà quốc cử. Hôn nhân nào phải trò đùa, chúng ta chính là bạn đời châu lang huyên kinh ngạc nhìn tề trọng hiên tế trọng hiên nói tiếp không chỉ nàng sai ta cũng có lỗi khi chẳng quan tâm tới nàng nếu chúng ta thử trao đổi thì chưa chắc đã có ngày hôm nay châu lang huyên lắc đầu không thể trách chàng tân nương từ nhà nào không thấp thỏm phỏng đoán tâm tư của phu quân chứ là ta bị sự đố kỵ làm mờ mắt bây giờ nói những lời này cũng vô ích nên tìm cách sửa mới đúng tề trọng hiên xoay người cầm sách trên bàn lên xem Châu Lang Huyên bỗng thấy lúng túng không biết nên làm gì, hồi lâu sau mới nhớ ra, cầm thỏi mực lên, tiếp tục mài mực dưới ánh đèn, Tề Trọng Hiến lại châm mặc trong khoảng khắc mới lại lên tiếng, Quảng Bình hầu không sai, chi phủ Thiên Tân thật sự không tham ô 100.000 thạch lương thực kia. Từ mấy triều đại trước đã bắt đầu thu thuế thân, khi đó số nhân khấu hàng năm đều giảm sút. Triều đại nào cũng có vài chục năm, thậm chí trên trăm năm thái bình thịnh thế nhưng nhân khẩu không tăng mà lại giảm. Lúc triều đại Chu lập quốc, nhân khẩu hơn 20 triệu, qua đời Thái Tổ, Thành Tổ và Cao Tông, nhân khẩu chỉ vượt qua con số con số 30 triệu, đại chiến chấm dứt, nghỉ ngơi hồi phục nhiều năm như vậy mà sao nhân sau vẫn không tăng mạnh. Đều là vì thuế nhập khẩu cả, có người không đóng nổi thuế thân nên chỉ có thể giấu mặt không dám ra ngoài. Ta nghe phụ thân suốt ngày đòi chỉnh đốn và cải cách lại chính sách, quan viên tham ô thì còn có ngự sử tố cáo, nhưng dính đến sách lược quốc gia thì chẳng ai dám mở miệng hết. Chẳng qua bấy giờ có người ngồi không yên rồi, ngừng đầu lên, ta muốn giúp đỡ Quảng Bình Hầu không phải vì tề gia và ông ấy có qua lại, cũng giống như lúc đứng ra nói đỡ cho nhân gia vậy, là ta cảm thấy muốn làm thế, không hề liên quan đến người khác. Tề trong hiên thấy không cần phải nhiều lời nữa, rời tầm mắt về lại trang sách châu lang huyên cũng cảm thỏi mực lên tiếp tục mài mực xong xuôi mới cụp mắt đi ra ngoài nghe được tề trọng hiên nói những lời này lòng nàng nhẹ nhõm hơn hẳn chí ít phu quân không hề có lời nào chỉ trích nàng chậu lang huyên hít sâu một hơi lâm di nói rất đúng chuyện giữa nàng và tề trọng hiến chỉ có hai người họ giải quyết được thôi trong phòng yên tĩnh tải đến mức nghe được chính tiếng tim mình đập tề trọng hiên ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ từ nhỏ y đã ngưỡng mộ tổ phụ bởi vì tổ phụ là một chính sĩ thực thụ y cũng muốn khi trưởng thành có thể giữ tâm vững như bàn thạch giống vậy nhưng bây giờ y mới hiểu nào có ai không có tư tâm y có thể giữ hành vi ngay thẳng nhưng lại không dễ giữ được tâm ngay thẳng thế nên mới khiến châu lang huyên nghi kỳ tề trọng hiên nhíu mày thôi suy nghĩ tiếp tục lật sách thời gian qua có rất nhiều chuyện khiến y phiền muộn phân tâm Lâm Chính Thanh lại liên tục ám chi khang quận vương kết thân với Quảng Bình Hầu là vì muốn lợi dụng nhà họ, là mi phải vô thức chú ý. Trước đó khang quận vương lợi dụng quan hệ giữa Trần Gia và Nhân Gia để đổi lấy tiền đồ tốt đẹp, bây giờ trông thì như ra mặt vì cha vợ, nhưng thực tế là tạo cơ hội để võ tướng có thể nhúng tay vào chính sự. Khang quận vương luôn nhìn như giúp đỡ người khác, xong lại lấy được lợi ích lớn nhất tâm tư kín đáo và khả năng tính toán thần sầu có thể khống chế mọi thứ của con người này thật sự khiến người ta nhìn không thấu cho nên mới cảm thấy quảng bình hầu dấn thân vào cuộc hôn nhân này khó biết là phúc hay là hòa nhưng y vẫn không thể không bội phục khang quận vương mấy ngày trước trên đường từ nha môn trở về y có nhìn thấy một người ung dung cưỡi trên lưng ngựa khí chất cuồng vọng không sợ bất cứ điều gì Khang quận vương vốn nên ở thiên tân nhưng lại dám lặng lẽ vào kinh. Tuy con người này lợi dụng Quảng Bình Hầu để nhúng tay vào chính sự, nhưng ai có can đảm nhường đó chứ? Giống như y nói quan lại thăm ô còn có ngự sự tố cáo, chứ chẳng ai dám mở miệng về chuyện dính tới sách lược quốc gia cả. Chỉ phủ thiên tân dám dùng một trăm nghìn thạch lương thực cứu dân cũng chẳng dám nhắc tới thuế thân. Trước mắt tề trọng hiến hiện lên khuôn mặt của khang quận vương phi Trần Thị có lẽ chỉ có Trần Thị mới có thể chấn thủ phủ Khang quận vương thôi. Nghĩ tới đây, Tề Trọng Hiên hơi nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra thì bên trong đã bình lặng. Ai cũng có quyền giữ một bí mật chôn sâu ở đáy lòng, vĩnh viễn không để người khác biết. Hôm sau Hiến quận vương phi tới phủ Khang quận vương làm khách, Lâm Di đưa nàng ấy đến phòng Chu lão phu nhân chào hỏi trước. Hiến quận vương thuận miệng nhắc tới chuyện chồng thảo dược luôn, bọn cháu tính toán kỹ hết rồi sang năm nói gì cũng phải thử một phen. Sắc mặt chu lão phu nhân không được tốt lắm, thỉnh thoảng còn ho khan vài tiếng, mấy người trẻ tuổi các cháu trải nghiệm một chút cũng tốt. Hiền quận Vương Phi quan tâm nhìn chu lão phu nhân, lão phu nhân nhớ giữ sức khỏe, trời càng ngày càng lạnh, không thể qua loa đâu. chu lão phu nhân cười nói, già rồi, đâu giống mấy người trẻ tuổi như các cháu, có hơi sụt xịt cũng khỏi ngay. Rồi bà ta nhìn sang Lâm Di, cháu có cần người thì cứ nói với ta. Lâm Di mỉm cười, nếu thật sự gặp khó khăn, đương nhiên cháu sẽ tới phiên thẩm nương. Lâm Di cùng hiến quận Vương Phi ra khỏi phòng Chu Lão Phu Nhân thì gặp Chu Đại Thái Thái Trân Thị trong sân. Hôm nay Trân Thị đánh phấn kỹ lưỡng, mặc váy gấm hồng thêu kim tuyến rực rỡ. Sau khi bị Chu Nguyễn Cảnh đánh, Trân Thị luôn giấu mình trong nhà không dám ra ngoài. Hôm nay là lần đầu tiên lộ diện, Trần Thị đi tới hành lễ với Lâm Di và Hiến Quận Vương phi, tay cầm khăn voan thiêu mẫu đơn điệu đà, móng tay dài được sơn đỏ cực kỳ bắt mắt, ăn diện tỉ mỉ hơn hẳn bình thường. Trần Thị muốn tỏ ra điềm nhiên như không có việc gì, nhưng cố sức ăn mặc như thế lại khiến người khác cảm thấy đang có chuyện che giấu. "Ta đến thăm mẫu thân." Trần Thị nói. Lâm Di mỉm cười, "Đại tẩu mau vào đi, có chuyện không giải quyết được nên tới tìm Chu lão phu nhân giúp đây mà." Trần Thị cũng không nhiều lời thêm, nhanh chóng xoay người đi vào phòng Chu lão phu nhân. Lâm Di cùng Hiền Quận Vương phi đến nhị tiến viện, vào nhà ngồi. Hiền Quận Vương phi nói, "Muội có nghe nói không, hôm đó thẩm quản sự ra ngoài hình như là tìm Tiêu bà tử, mà Tiêu bà tử lại là người nổi tiếng miệng rộng, chuyên đi rêu rao mấy chuyện về giới quyền quý trong kinh." Tất nhiên tin tức trong kinh không thể thiếu người như thể lan truyền, thầm quản sự tìm tiêu bà tử để lan truyền chuyện gì. Không cần nghĩ cũng biết chẳng phải chuyện hay ho. Hiền quấn vương phi nhìn ra ngoài cửa sổ, tất cả mọi người đều đang phỏng đoán đây, một hai ngày nữa là sẽ biết ngay thôi. Trận cước của chân thị đã loạn, giấy không thể gói được lửa, chu lão phu nhân cũng có ngày hết cách xoay chuyển Lâm Di Mim cười, hiến quận Vương Phi cầm lấy lưới khâu trong khay đan lên, mũi kim tinh tế quá, tự tay muội thiêu đó à? mau dậy ta với cũng nên đổi bức mai vàng treo trong nhà rồi ngồi thêm một lúc hiền quận vương phi truyền đề tài tới chuyện trong cung hoàng hậu nương nương không dọn vào khôn ninh cung nữa trước đó nghe nói tết trung thu sẽ dọn vào đây rõ ràng là một tín hiệu cho thấy mặc dù hoàng thượng thường đến cảnh nhân cung nhưng tình cảm với hoàng hậu đã không còn như trước người thường còn thay đổi nói gì đến quân chủ đối với hoàng hậu đây không phải là chuyện tốt hoàng hậu không có con, giờ tuổi tác tại cao, gần như không có khả năng sinh được con trai trưởng nữa, chỉ còn dựa vào tình nghĩa cúc trẻ với hoàng thượng thôi. Hoàng hậu chủ động mở rộng cửa lớn cảnh nhân công chính là nước cờ duy nhất có thể đi, nhưng vẫn không thể cứu vãn toàn cục. Nếu hoàng hậu được sủng ái, có lẽ hoàng thượng sẽ nề mặt hoàng hậu mà xử nhẹ chi phủ thiên tân, nhưng giờ xem ra khả năng đó cực kỳ nhỏ. Phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn